Phong và Viettel. Và hôm nay đều đang có được một phong độ đáng gờm. Hiệp 1 của trận đấu vừa được bắt đầu. Trong hiệp 1 thì đội chủ nhà Top Line Bình Định sẽ giữ ông Thành phía bên phải màn hình của quý vị và các bạn. Vậy đó sẽ là một tiếng phối hợp. Cú đá được thực hiện bởi Hồ Tấn Tài. Ở mùa giải hôm nay thì Hồ Tấn Tài đã có 4 bàn cho đội bóng Đất Võ. Khá nguy hiểm. Pha phóng hụt của Nghiêm Xuân Tú và ngay sau đó là một tình huống dứt điểm bóng tiếp theo. Liễu Quang Vinh là người có cú đá cuối cùng. Chúng ta sẽ cùng xem lại pha phối hợp đá phạt góc của cao thủ Sài Gòn. Một tình huống mà suýt chút nữa thì pha bóng lập bập của Nghiêm Xuân Tú đã trao cơ hội để cho Liễu Quang Vinh có được bàn thắng cho đội khách. Cú chơi bóng của Nghiêm Xuân Tú, bóng đi xoáy rất khó chịu. Và 1-0 dành cho Top Line Bình Định. Đó là một pha phối hợp đá phạt hay của đội chủ nhà. Đội bóng của huấn luyện viên Đức Thắng đã vươn lên. Tỷ số là 1-0. Rất sớm. Phút thi đấu thứ 7 của hiệp 1. Câu lạc bộ Top Line Bình Định đã vươn lên mở tỷ số và mang về lợi thế và niềm vui cho các cổ động viên của họ trên sân động Quy Nhơn. Nghiêm Xuân Tú đá chính trong trận đấu ngày hôm nay. Và ngay lập tức anh cũng đã có được dấu ấn bằng tình huống kiến tạo vừa rồi của mình. Để anh có được một cú dứt điểm tốt hơn. Vẫn đang là áp lực. Thành Thịnh. Chân trái. Không được. Những tình huống dồn dập hướng về khung thành của thủ môn Phạm Văn Phong. Sự hưng phấn đang thuộc về các cầu thủ chủ nhà. Hãy cùng xem lại pha xử lý vừa rồi của Thanh Thịnh. Mất tới 2 nhịp để cho thủ môn Phạm Văn Phong có thể làm chủ được tình hình. Lần này sẽ là quả đá phạt được thiện bởi Henrio. Rất nguy hiểm. Nếu so với trận đấu gặp câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cách đây ít ngày thì những đợt lên bóng, những pha phối hợp, những tình huống đá phạt của câu lạc bộ Top Line Bình Định đã thể hiện được độ gắn kết và hiệu quả cao hơn nhiều. Nhưng nếu như Bình Định giành được thắng lợi trong ngày hôm nay thì họ sẽ có điểm số tốt hơn. Cú sút chân trái khai. Ở vòng đấu thứ 20 thì Đặng Văn Lâm đã 2 lần từ chối những siêu phẩm sút xa của đối phương. Và vừa rồi vẫn là một câu chuyện tương tự. Cú đá của Mạnh Cường. Cú đá đẹp mắt. Và Văn Lâm thì như thường lệ vẫn đang thể hiện được sự chắc chắn. Khá nhiều khoảng trống. Hà Đức Trinh. Không được. Cú đá vẫn đi gần với vị trí của thủ môn Phạm Văn Phong. Sẽ có một quả đá phạt góc dành cho Top Line Bình Định. Ở trận đấu gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và cả trận đấu này, tiền của đá phạt góc là Nghiêm Xuân Tú. Bóng được treo biếu của xa. Sai lầm. Sai lầm của thủ môn Phạm Văn Phong nhưng không có bàn thắng cho đội chủ nhà. Một pha bóng mà các đồng đội đã sửa sai cho Phạm Văn Phong. Một cú đấm bóng có thể nói là đã gần như là trao cơ hội cho trung phong đối phương. Thêm một quả đá phạt góc nữa. Cả hai lần thì Phạm Văn Phong đều vất vả trong việc phán đoán điểm rơi từ những tình huống đá phạt góc của Nghiêm Xuân Tú. Trên sân thì Nghiêm Xuân Tú đang là cầu thủ lớn tuổi nhất trong đội hình xuất phát của câu lạc bộ Top Line Bình Định. Cơ hội dành cho các cầu thủ Top Line Bình Định. Không vào. Nhịp xử lý động tác giả của Xuân Nam là hay. Và anh chỉ thiếu đi một chút chính xác thôi ở cú đá chân trái của mình. Chúng ta hãy cùng xem lại nhịp xử lý này. Rất gọn gàng. Và cú đá cũng nhắm vào một góc khó. Chỉ tiếc là tình huống dứt điểm bằng chân không thuận vừa rồi đưa trái bóng đi cao hơn khung thành một chút. Có một đối một. Không khó để có thể. Cú sút của Henrio.
Trước đó là pha xử lý đã bị đối phương bắt bài của Hà Đức Chinh. Hà Đức Chinh đá chính ở trong trận đấu này, thay thế cho vị trí của Xuân Minh Linh. Xuân Minh Linh đã gặp chấn thương ở trận đấu gặp câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Cho tới thời điểm này thì dấu ấn mà Hà Đức Chinh để lại là khá mờ nhạt. Đánh đầu! Đó là một trong những tình huống hiếm hoi mà cao thủ tấn công của câu lạc bộ Sài Gòn có thể đến gần với khung thành của Đặng Văn Lâm như vậy. Nhưng rõ ràng nó cũng nói lên một điều là mọi thứ đều có thể thay đổi. Lỗi kéo áo lộ liễu của Lê Tiến Anh và thải có thẻ phạt. Thẻ vàng dành cho Lê Tiến Anh. Chắc chắn rồi. Đó là một pha phạm lỗi thô. Nhưng lại là đội bóng có hàng công tốt nhất của top 4 này. Edrio! Bây giờ thì không thể ngăn cản bàn thắng của Edrio nữa. Tỷ số là 2-0. Cách biệt đã được nhân đôi. Kịch bản của trận đấu với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cách đây vài ngày lại tiếp tục xảy ra. Trên sân nhà, Top Play Bình Định vươn lên dẫn trước đối phương 2 bàn. Như vậy là trong cả 3 trận đấu gần đây nhất của mình thì Top Play Bình Định đều đã dẫn trước đối phương 2-0. Họ có thắng lợi chung cuộc 2-0 trên sân Thiên Trường. Có thắng lợi 2-1 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và bây giờ tiếp tục dẫn trước câu lạc bộ Sài Gòn. Cao Văn Chiên để mất bóng rất nguy hiểm và dẫn tới cơ hội phản công dành cho câu lạc bộ Top Line Bình Định. Vẫn còn trái bóng từ lăn vào lưới và đó là bàn thắng thứ 3. 3-0. Thêm một lần nữa trên sân vận động Quy Nhơn, câu lạc bộ Top Line Bình Định có được một pha phản công hoàn hảo. Tình huống xoay sở hơi chậm của Cao Văn Chiền và ngay lập tức thì anh và các đồng đội đã phải trả giá. Ta sẽ cùng xem lại pha bóng này. Thủ môn Phạm Văn Phong đã xuất tướng và đó là cơ hội không thể tốt hơn để cho Henrio có một tình huống dứt điểm nhẹ nhàng. Và bóng mà nếu như Phạm Văn Phong của đội khách không băng ra quá sớm thì người đồng đội của anh vẫn hoàn toàn có thể có khả năng tạo ra áp lực và kiềm tỏa với Henrio. Nhưng đó là một pha bóng diễn ra nhanh. Đây có thể là một tiếng sút xa. Bóng đã chạm vào một hậu vệ của Sài Gòn và sẽ có quả đá phạt góc dành cho đội chủ nhà. Sẽ đều phải đón nhận những nỗi buồn ngày hôm nay. Rất đơn giản đối với Đặng Văn Lâm. Những đường bóng bổng không phải là vấn đề với Đặng Văn Lâm, cho dù Sài Gòn ở trong